Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu sử dụng một cầu, lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Và những chiếc xe lắp ráp tại thị trường Việt Nam thì trong 3 tháng, tháng 9, tháng 10, tháng 11, chúng ta mua chiếc xe này với mức thuế chỉ phải chi trả là 5% thôi. Rất là tốt luôn quý anh chị. Và chúng ta sẽ được giảm giá xương xương đối với chiếc này là 1.055.000.000, là chúng ta sẽ được hỗ trợ đâu đó 50 mấy triệu tiền thuế từ nhà nước. Chưa dừng tại đó đâu, đại lý sẽ hỗ trợ thêm cho khách hàng mấy chục triệu nữa. Vậy thì chúng ta đã được giảm khá là sâu cái dòng xe này so với thời điểm bình thường, đúng không quý anh chị? Một mức giá tốt, một chiếc xe bây giờ chỉ còn lại 1.055.000.000, thuế 5%, đại lý còn giảm giá thêm nữa. Vậy tại sao chúng ta không chọn một chiếc SUV sử dụng khối động cơ 2.4 lít êm ái và cùng với đó tiết kiệm nhiên liệu khi chúng ta chuyển qua sử dụng động cơ Euro 5? Và chiếc xe này của chúng ta thì đang có rất là nhiều những cái xe có thể giao liền trong tháng này và chương trình khuyến mãi cũng đang rất là tốt. Thì chúng ta hãy cùng em Vinh đón xem hết video này để biết thật là chi tiết về chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu sử dụng một cầu này nha. Và chiếc xe này của chúng ta thì sẽ được trang bị những trang bị gì? Đó, và mức giá cụ thể làm sao em Vinh sẽ gửi đến quý chị chi tiết trong video ngày hôm nay. Và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhấn vào nút chung để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Xe Về Tỉnh nha. Và bên em vẫn đang hỗ trợ thu cũ đổi với tất cả các dòng xe, tất cả các hãng xe. Quý chị nào đang có xe cũ không sử dụng tới muốn bán đi, hay những quý chị nào có bạn bè đang có xe muốn bán thì cứ giới thiệu cho em Vinh, sẽ có hoa hồng gửi đến quý chị. Mua xe mới, bán xe cũ, gọi ngay cho em Vinh nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị ở trên cái chiếc xe này nha. Về mức giá thì em Vinh sẽ gửi đến quý chị chi tiết ở phần cuối video, nên để biết chi tiết nhất thì quý chị cứ coi đến cuối video với em Vinh nha. Còn về những trang bị ở trên xe thì dành những quý chị nào mà chưa biết hay là chưa rành về xe thì chúng ta mua xe lần đầu thì để quý chị có thể biết rõ hơn thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc xe Fortuner này nha. Thì đầu tiên chúng ta thể thấy được này, form dáng, cách thiết kế và những trang bị ở trên xe thì được trang bị rất là đầy đủ. Và form dáng thì đây là một chiếc SUV thực thụ, to lớn, khỏe khoắn luôn quý vị, nhìn rất là cứng cáp. Phần đầu xe thì được trang bị những gì? Cụm đèn phía trước với bóng đèn bi LED cho cường độ ánh sáng rất là cao. Và cụm đèn này cũng tích hợp những tính năng như đèn tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu ở trên chiếc xe Fortuner này. Và một cái sợi chrome làm điểm nhấn ở phía bên trong cụm đèn. Đây là cái đèn chiếu sáng ban ngày, sẽ sáng được nha quý vị nha. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái cụm đèn nó thú vị hơn khi mà chúng ta nhìn vào chiếc Fortuner này. Phía ngoài thì sẽ có một cái thanh mạ chrome trang trí lớn này. Đó, nó nhìn như một cái lông mày của cái mắt của một chiếc chú gấu vậy, nó nhìn rất đẹp đúng không quý anh chị. Phía dưới thì chúng ta sẽ có cái đèn sương mù, cũng sẽ là bóng đèn LED luôn, cho cường độ ánh sáng cũng rất là cao. Lát chút xíu mình sẽ lên trên xe để thử cho quý anh chị có thể thấy ha. Ốp phía ngoài miếng nhựa đen nhám, đó, hình dạng tổ ong và một cặp cảm biến dốc trước để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này được dễ dàng hơn. Phía dưới thì có đèn xi nhan và đèn dummy cho chiếc xe Fortuner này. Mặt lưới tăng nhiệt thì thiết kế dạng hình thang, nhựa đen nhám, logo mạ chrome dập nổi to bản tạo điểm nhấn cho cái phần đầu xe. Về tổng quan phần đầu xe thì chiếc Fortuner chúng ta vẫn là một chiếc xe rất là hầm hố đúng không quý vị. Về phần hông xe thì sao? Hông xe này, thứ nhất là chúng ta có được một cái khoảng sáng gầm xe rất là tốt, góc thoát trước được làm vát lên để tăng cái độ góc thoát trước cho chiếc xe của chúng ta đi những cung đường khó nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Và về cái thông số cụ thể của chiếc xe này thì quý vị có thể xem trực tiếp ở trên catalog của đại lý có trưng bày ở đây. Đó, với chiều dài tổng thể là 4.795 mm, tương đương với 4.795 m của quý vị. Đó, chiều rộng tổng thể là 1.855 m, đó, chiều cao là 1.835 m, đó, chiều dài cơ sở là 2.7 m luôn quý vị, rất là dài, rất là rộng rãi, thoải mái. Bộ mâm bánh xe này, mâm đúc phay xước kích thước 17 inch, thẳng đĩa 4 bánh cho khả năng phanh chính xác hơn, tản nhiệt tốt hơn. Phía trên thì có những cái đường cua lốp bằng nhựa đen nhám này, tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Phần hốc bánh xe thì được làm cao lên cho cái sự off-road hơn cho chiếc xe Fortuner này, ở bệ bước chân để giúp chúng ta lên xuống xe một cách dễ dàng hơn. Gương chiếu hậu thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, có tích hợp để mà rẽ nhận LED trên gương, có chỉnh điện, gập điện đầy đủ quý anh chị ha. Tay nắm cửa thì mạ chrome, có tích hợp nút mở cửa thông minh. Ra vào xe chỉ với một nút bấm thôi, chìa khóa trên người là chúng ta ra vào xe rất là dễ dàng. Đó, tổng quan về phần đuôi xe thì nếu mà chúng ta nhìn thấy cái chiếc Fortuner này thì chúng ta sẽ liên tưởng đến ngay đó như cái mẫu SUV, nó khỏe khoắn, nó mạnh mẽ, nó cứng cáp. Đó, và chiếc xe này của chúng ta về phía đuôi xe thì sao? Tổng quan về cái phần đuôi xe thì khi chúng ta nhìn vào từ cái hướng trực diện này, chúng ta sẽ thấy được một cách thiết kế hài hòa, nó bầu bĩnh hơn, nó làm chiếc xe của chúng ta đẹp hơn. Đó, và trong cụm đèn thì chúng ta cũng sẽ được trang bị hai cái dải LED này. Đó, để tạo một điểm nhấn ở phía sau cho cụm đèn của chúng ta, và một cái thanh mạ chrome dập nổi chiếc Fortuner làm cho chiếc xe của chúng ta nó sáng hơn khi chúng ta nhìn từ phía sau. Và vẫn sẽ có anten dạng vây cá, đèn báo phanh dạng LED trên cao, xe kính sau, gạch bước phía sau, cam lùi, cảm biến lùi, ở phía sau có 4 cảm biến. Bánh xe cua dự phòng sẽ được treo ở phía dưới nha quý chị nha. Đó, cốp xe thì sao nào? Cốp của Fortuner rất rộng quý chị, rộng nha. Đây,
Hàng ghế thì chúng ta có thể gập phẳng xuống như này. Đó, treo sang hai bên như ghế bên này để tạo thành cái khoang diện tích cho chúng ta nếu như chúng ta chỉ đi từ 3 đến 5 người. Đó, phần sàn xe này thì nó sẽ là sàn nỉ theo xe nha. Chúng ta có thể khi mua xe đại lý Toyota Hùng Vương thì chắc chắn sẽ được tặng bộ lót sàn Simili. Nó sẽ bọc lại cái phần này giúp chúng ta vệ sinh nó được dễ dàng hơn khi mà chúng ta sử dụng cái mẫu Fortuner này. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đóng phần cốp xe này lại để di chuyển vào cái phần nội thất nào. Khi mà chúng ta bước vào nội thất của chiếc xe này thì cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy được là một khoang nội thất với tông màu đen cứng cáp, khỏe khoắn đúng không anh chị. Những vị trí trên đây chúng ta đều sẽ được bọc da hết này. Những vị trí trên đây đó, những nút bấm lên xuống kính, một chạm chống kẹt, bốn cửa chỉnh kính điện, gập kính điện đầy đủ ha. Đây, đây năm cửa mã rôm. Ghế tài và ghế phụ ở trên Fortuner đều sẽ được trang bị chỉnh điện 8 hướng. Và ghế thì là ghế da hết nha, ghế da theo xe hết, với một cái form ghế rất là cứng cáp đó. Rồi, ở ngay phần đầu gối trái chúng ta sẽ có những nút bấm là bật tắt cảm biến và cùng với nó là bộ lọc khí thải diesel. Tiến vào phần nội thất của em Vân nào. Khi mà chúng ta bước vào cái phần nội thất của chiếc xe này thì cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một cái màn hình phía trước mặt người lái. Đó, 4.2 inch nhỏ ở chính giữa để thể hiện cho chúng ta những cái thông số và một màn hình chào khá là ấn tượng ha. Và chiếc xe này của chúng ta thì có thể hiện luôn chúng ta thấy góc lái, tình trạng của chiếc xe. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái thông tin như em Vinh đang quay cho quý anh chị đây, mức tiêu thụ nhiên liệu và thông báo cho chiếc xe của chúng ta một cách rất rõ ràng về các thông báo. Đó, chúng ta dễ dàng nắm bắt chiếc xe này hơn. Hai màn hộp cơ, thiện vọng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đó, rất là đầy đủ ha. Đèn phía trước thì auto, tự động bật tắt. Tiện đây thì chúng ta sẽ thử hệ thống đèn một chút xíu nha. Đây là chưa bật đèn. Rồi, đây là chúng ta bật đèn cốt nha. Pha đây, cốt này quý anh chị. Đó, đèn rất sáng, chưa bật đèn sương mù nha quý anh chị nha. Đó, rồi em vẫn tắt đi, em vẫn đặt đèn sương mù này. Đèn sương mù thì nó sẽ chiếu dưới thôi, nhưng mà nó cũng rất là sáng nha. Cái này em vẫn bật mà mấy xe chạy ngoài đường kia cũng khi chói mắt đấy chứ. Đó, đèn sáng không quý anh chị, quá sáng luôn ha. Pha này, đó. Nên những quý anh chị nào mà đang lo lắng về cái đèn này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm được nha. Đèn Fortuner rất là sáng. Rồi, về hệ thống giải trí chúng ta sẽ được trang bị 6 loa và một màn hình 7 inch. Và thường thì khách hàng của em Vinh khi mua cái chiếc xe Fortuner này thì thường hay nâng lên cái màn tầm khoảng 8 inch, 9 inch. Nó có kết nối thì nó cũng khá là tốt nếu mà chúng ta có những cái khả năng tài chính tốt như vậy để chúng ta có thể nâng cấp. Còn nếu mà không thì chúng ta có thể sử dụng nguyên cái màn này. Bởi vì màn này nó cũng có Apple CarPlay để chúng ta có thể sử dụng nghe nhạc, giải trí, xem bản đồ. Ngoài ra thì chúng ta có được luôn cả hệ thống cam lùi, cũng khá là sắc nét quý anh chị. Đó, để chúng ta có thể hoàn toàn vận hành và di chuyển chiếc xe một cách dễ dàng, kết hợp với 6 cảm biến xung quanh xe nữa. Rồi, điều hòa thì là tự động hai vùng độc lập nha quý chị nha. Thao tác hoàn toàn nút bấm rất là dễ dàng. Hộp số thì hộp số tự động 6 cấp. Vẫn sẽ được trang bị hai chế độ chạy Eco và Power đầy đủ quý anh chị ha. Đó. Nói chung thì Fortuner thì chúng ta cũng sẽ có những cái trang bị cơ bản nhất để mà chúng ta sử dụng một chiếc xe SUV. Nó cho chúng ta cái khả năng vận hành nó nổi bật hơn so với những cái dòng xe mà gầm thấp. Đó, đó là về chiếc Fortuner của chúng ta ở hàng ghế phía trước. Ở hàng ghế thứ hai thì sao nào? Đây, rộng rãi thoải mái, hàng ghế thứ hai ha. Phía trên đây thì chúng ta có cửa gió tất cả hàng ghế, nhà lạnh phía sau chỉnh độc lập. Đó, và tốc độ gió thì điều chỉnh ở đây nha quý chị nha. Đó, phía dưới này thì sẽ có một cái tẩu sạc 12V 120W. Nó hơi tối thì để em Vinh mở cái đèn lên nha. Đây, cái tẩu sạc 12V 120W cho chúng ta khi chúng ta sử dụng xe. Phía dưới có một cái giắc cắm 100W 220V. Đó, sử dụng rất là dễ. Về hàng ghế thứ ba thì phần trần được làm lõm ra rất là sâu. Nên khi chúng ta sử dụng thì như quý chị có thể thấy đây, ngồi hàng ghế thứ ba rất là thoáng quý chị, nên quý chị có thể hoàn toàn yên tâm để sử dụng những cái mẫu xe như cái mẫu Fortuner này. Đó, những cái khoang không gian nội thất bên trong được làm tối ưu rất là tốt để chúng ta thể dễ dàng sử dụng xe. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một cái mức tiêu thụ nhiên liệu như quý chị thấy đây này, đường kết hợp này chỉ có 8.4 lít thôi, trong đô thị là 9.8 lít và 7.6 lít đối với đường ngoài đô thị. Nó tiết kiệm hơn khá là nhiều so với cái mẫu tiền nhiệm trước đây. Đó, khi mà chúng ta chuyển lên Euro 5, thứ nhất nhiên liệu sạch hơn, tuổi thọ động cơ cũng sẽ lớn hơn với chiếc xe này. Và xe cũng được trang bị khá là đầy đủ và những tính năng an toàn. Chúng ta 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ hàng ngang dốc thì đều có trên cái chiếc Fortuner này. Và đây là chiếc xe SUV được giảm 5% thuế trước bạ, được đại lý giảm thêm giá khá là sâu. Những quý chị nào mà đang quan tâm chiếc xe này, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào đánh giá chiếc xe này nha.
Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến mức giá lăn bánh của chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu sơ động một cầu này nha. Hiện tại mức giá như quý vị có thể thấy trên là 1 tỷ 055 triệu. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh nếu tính luôn cả bảo hiểm vật chất thân xe và chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi với mức thuế 5%, chiếc xe này của chúng ta lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có mức giá là 1 tỷ 147 triệu, đã bao gồm bảo hiểm vật chất thân xe và các khoản phí mà chúng ta phải chi trả khi sở hữu một chiếc xe như Fortuner phiên bản máy dầu sơ động một cầu đang đứng kế bên em Vinh. Và chiếc xe này của chúng ta hiện tại đang có chương trình giảm giá tiền mặt từ 30 đến 40 triệu tùy từng thời điểm nha quý anh chị nha. Ví dụ trong kho của đại lý còn xe giao trong tháng này thì chương trình nó vẫn sẽ như vậy. Còn đối với những trường hợp mà những cái màu đó hết chúng ta phải đặt qua tháng sau thì cái chương trình có thể thay đổi thấp hơn hoặc cao hơn. Và để biết thông tin giá lăn bánh chính xác nhất, quý anh chị cứ gọi trực tiếp cho em Vinh vào số line bên màn hình 0961 205 097 hoặc 0934 589 878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất khi chúng ta mua một xe Fortuner này nha. Và chưa dừng tại đó đâu, còn được tặng thêm những món phụ kiện như phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình khi mua xe này nữa. Ngoài ra chúng ta còn được hỗ trợ thêm về chương trình lãi suất trả góp hấp dẫn chỉ từ 4.9% cho một năm. Hồ sơ thủ tục thì được đại lý hỗ trợ nhanh gọn dễ dàng cho khách hàng khi mua xe dưới hình thức trả góp, nên những quý chị nào mà đang quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho em Vinh vào số line bên màn hình, kết bạn Zalo, nhắn tin cho em Vinh, em sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý anh chị. Và những quý chị nào mà đang quan tâm về cái vấn đề mà khi chiếc xe này chúng ta vận hành nó như thế nào, cụ thể xem xe ngồi trên xe có chật hay không, những trang bị trên xe nó sẽ cụ thể ra làm sao, muốn xem xe trực tiếp tới tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, gặp ngay em Vinh và nhớ trước khi lên nhớ gọi hotline để gặp trực tiếp em Vinh nha. Và được em Vinh chuẩn bị xe cộ lại kia cái thứ lên cái là được xem xe ngay, thủ tục nhanh gọn không mất thời gian của mọi người nha quý chị nha. Và những quý chị nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ vào nút chuông nhận được thông báo mới nhất từ kênh CV Tỉnh nha. Và hiện tại thì bên em vẫn đang hỗ trợ thu cũ đổi mới tất cả các dòng xe, tất cả các hãng xe. Quý chị nào mà đang có xe cũ không sử dụng tới muốn bán đi, gọi cho em Vinh vào số hotline. Hoặc gia đình đang có người muốn bán xe hay người thân bạn bè có nhu cầu bán xe, liên hệ cho em Vinh để em Vinh hỗ trợ quý anh chị nha. Chắc chắn những quý anh chị đó sẽ có một phần quà nho nhỏ từ em Vinh khi mà chúng ta liên hệ và hỗ trợ em Vinh mua được những chiếc xe như vậy. Nên mua xe mới, bán xe cũ, gọi ngay cho em Vinh nha. Em xin cảm ơn.